Chào mừng quý vị và quý anh chị quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là mỗi hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại thường chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Đúng vào ngày 25 tháng 9 âm lịch, những con giáp sau đây bị số phận thử thách bằng những khó khăn, gian nan, thách thức, hung tinh bủa vây, sự đen đủi sẽ bắt đầu đeo bám các con giáp này, khiến vận thế xuống tận đáy. Không chỉ tiền bạc đội nón ra đi mà vạn sự đều bế tắc, thậm chí tán gia bại sản, gia đình ly tán. Chắc hẳn quý vị và các bạn nghe đến đây cũng rất thắc mắc, đó là những con giáp nào? Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ bật mí đến quý vị và các bạn những con giáp vận khổ trong những ngày sắp tới. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu có thương quan lâm vận nên cẩn thận kẻo bị mất chức, thôi việc, bỏ học giữa chừng vì nhiều lý do khác nhau. Dù bạn có tài giỏi đến mức nào thì cũng nên khiêm tốn, xem xét lại những thiếu sót của bản thân, lấy lại năng lượng tích cực để làm việc. Tương hại cục khiến tình cảm lao đao, tuổi này có tâm trạng tiêu cực, chủ yếu vì chuyện gia đình, con cái. Nhiều người sắp tiễn người thân, người yêu đi xa, xuất ngoại, cha mẹ nói con cái không nghe hay nảy sinh mâu thuẫn, chiến tranh lạnh. Mặt tài lộc khởi sắc nhờ hỏa sinh thổ, nguồn lợi nhuận từ công việc đem lại cho con giáp này cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Bản mệnh yên tâm chi trả nhiều vấn đề, nhu cầu trong cuộc sống. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tỵ. Khuyên tuổi Tỵ nên cẩn thận với cấp dưới, anh em làm ăn chung. Đồng nghiệp hôm nay vì có tỷ kiên lâm vận, bạn ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, nên nếu không đề phòng thì rất khó lường được hậu quả. Cũng đừng quá tin tưởng ai đó ngoài chính bản thân mình. May mắn là vận tình cảm được tam hội cục nâng đỡ, tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến, chẳng cần lấy lòng ai, nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, vận trình tài chính của bản mệnh khá tốt, bạn có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn sau khi nhận thấy mình có quá nhiều khoản phải chi trả cho bạn bè, gia đình trong thời gian tới đây. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Ngọ. Kiếp tài chiếu mệnh cảnh báo người tuổi Ngọ cẩn thận, kẻo mất mát tài liệu, hao tốn công sức trong công việc hôm nay. Bên cạnh đó, bạn cũng phải tránh xa tay chân cấp dưới, chính quyền, cãi vã để tránh được vạ lây trong những ngày tới đây. Tâm trạng buồn bực, không biết chia sẻ cùng ai, có tâm sự cũng không nói thành lời vì lâm tự hình. Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Có thể hôm nay người ta tốt với bạn, nhưng ngày mai họ sẽ trở mặt nếu như nhận ra bạn không đem lại lợi ích gì. Những nỗ lực của bạn thời gian vừa qua chỉ thu về một chút thành quả không đáng kể, nên bạn trở nên trầm lặng hơn, không buồn tham gia tán gẫu cùng mọi người. Tiền bạc thì lao đao khó kiếm, công sức bỏ ra thành số 0, nên khó mà nghĩ tích cực được. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Mùi. Mặt công việc tuổi Mùi gặp thương quan nên làm gì cũng thấy khó khăn chồng chất, làm ăn thất thoát, dễ nghỉ việc, chán làm, cãi vã với đồng nghiệp. Thực ra mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng nó giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Hợp tác làm ăn có lợi, nhân duyên hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ lục hợp nâng đỡ.
Khi học được cách buông bỏ, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy được hạnh phúc. Bạn có lòng thương người nên phúc đức sâu dày hay có quý nhân hỗ trợ cho đường tình cảm. Đường tài lộc may mắn hơn nhờ có hỏa sinh thổ, xuất sắc hơn người khác, không phải cao quý. Sự cao quý thực sự là xuất sắc hơn mình trước đây. Không cần so đo làm gì cả, có tiền đủ lo cho cuộc sống là đã quá tốt rồi. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Dậu. Hôm nay có thể mâu thuẫn với đồng nghiệp trong khi làm việc chung với nhau vì hỏa khắc kim. Bạn dần đánh mất kiểm soát và hành động nóng vội khi công việc không như ý. Khuyên Dậu nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không muốn vướng phải những chuyện thị phi nơi công sở. Chuyện tình cảm đôi lứa không mấy hòa thuận, đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt. Con giáp này để cảm xúc chi phối quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bản thân với người xung quanh. Đường tài lộc là điểm sáng trong ngày nhờ chính tài chiếu vận. Những người biết chuyên tâm vào công việc chính hoặc là thừa kế sản nghiệp từ gia đình thì sẽ có lộc, ăn ở hiền lành thì sẽ làm ăn suôn sẻ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Hôm nay, công việc gặp thiên quan, khuyên Hợi nên tránh xa kiện tụng, cấp trên hoặc là xô xát vì người, thiệt thòi chính là bạn. Cấp trên đối xử kém hài hòa, thậm chí bạn còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác. Hợi có thể gặp chuyện phiền lòng trong tình cảm vì thủy khắc hỏa, giữa bạn và người ấy vẫn còn những mâu thuẫn, hiểu lầm dẫn đến tranh cãi. Nên dẹp bớt bạn bè xã giao, toàn lợi dụng nhau lúc cần, lúc bạn khó khăn thì không thấy mặt ai đến giúp. Ngày giữa tuần dễ nhận tin xấu liên quan đến tiền bạc, không đòi nợ được, cho người khác mượn đồ thì bị hư hỏng. Là con giáp sống biết điều, hiền hậu nhưng cũng gia chủ. Tuổi Hợi không nên nể mặt những người khác mà cho họ nợ tiền, mượn xe, mượn máy tính. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Sự kiêu ngạo chính là nguyên nhân khiến người tuổi Hợi dễ đâm đầu vào ngõ cụt, thấy sai cũng không chịu sửa, cuối cùng khiến công việc càng trở nên bế tắc hơn. Khi vấn đề đã xuất hiện, bạn nên học cách thẳng thắn đối diện với thực tế, đừng tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác. Trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức thận trọng khi đánh giá các hạng mục, đừng dễ dàng dao động vì lời nói của người ngoài. Phương diện chi tiêu cũng cần tiết kiệm hơn, tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý. Trên phương diện tình cảm, một số gia đình rơi vào cảnh vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Dường như thời điểm này bạn không còn muốn xuống nước nữa, nên tình cảm, tình trạng căng thẳng càng kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến tinh thần của tất cả mọi người. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người về tử vi của những con giáp không được may mắn trong ngày 25 tháng 9 âm lịch. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi đóng góp hay thắc mắc của quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn. Các bạn đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.